Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ dẫn và tham gia trình iGop nhận 50 token CUSD, con này gạo 2 nha các bạn. Welcome USD, con này gạo 2 rồi. Con này 50 token CUSD này sẽ list lên là Crest 24 Megatop, list lên nó có mặt trên Crest 24 nha các bạn. Để tham gia trình góp, các bạn lưu phần link mô tả bấm nút ta. Sau khi bấm nút ta xong, các bạn lưu cấp trang nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút tắt này nè. Rồi các bạn để nó ra một cái giao diện gì, các bạn đi địa chỉ email của mình vào. Rồi các bạn vào đây mà join kênh Telegram group của nó. Rồi các bạn bắt là cái địa chỉ username Telegram của mình nha các bạn. Theo Word cũng vậy luôn. Theo Word thì các bạn gửi vào lưu file trang cá nhân của mình nha các bạn. Rồi tiếp tục gọi gửi lên một cái link retweet nha các bạn. Các bạn follow tweet và retweet nha các bạn. Rồi các bạn gửi lên một cái link trang cá nhân và máy. Rồi các bạn nói gì các bạn hiểu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút nó ra cập nhật cái gì nè. Rồi các bạn bấm vào nút wallet nè. Rồi các bạn lấy địa chỉ với ERC20 các bạn, với chút wallet MetaMask với Mew gì cũng được các bạn. Rồi các bạn cập nhật vào. Còn gọi với chút wallet nè. Các bạn chờ mình chút nha các bạn. Mình làm gì cho nó mau các bạn ơi. Để một thời gian. Thì từ từ chứ. Bạn nào biết làm ai gấp là khỏi cần coi cũng làm cũng được. Rồi các bạn nhấp vào. Các bạn sao chép. Thì boss yêu cầu gì các bạn gỡ cái này nha các bạn. Rồi. Rồi bạn bắt địa chỉ nha, xem bạn nào không hiểu thì dùng Google dịch. Dán vào, gỡ nha bạn. Rồi bạn bấm vào balance để coi nhận token nha bạn. Mình đã nhận được 50 token có cái hiệu là CUSC02 nha bạn. Rồi bấm vào get link nè. Các bạn lấy link giáp chia sẻ cho bạn bè và người thân nha các bạn. Bạn nào có làm G1 thì khỏi coi, nó không như G1. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn.